băng nó hồn rồi. cái nó nuôi chảo mà lại có nấu bằng nước dừa ní thì người đi nạp tiêm cái đồ nạp tiêm à, thế nên lên trên rừng là nước hiểm thiệt nhỉ. Con gà rừng này hơi to hả? Lái con gà này anh không biết là anh ra anh lái giống rồi vô đấy mà nắng nhá. Gió đi sơn tan đi. Cô hành thiên tan từ cô đi hành thiên rùng tại vì lát lấy cái báo rồi thôi. Chạy rìu bên nửa đóng đấy. Vẫn đang còn rìu à? Rìu rìu mau đóng. Mau nửa vắt phi tang hay không thôi chắc mua vô mua chỗ. À là lột chứ? À là lột mà còn thì cá mán. Chả, để nó chuyện như hả? Rồi rồi, nghe. Phi tang cái gì vậy? Rồi trơ lẹp luôn. Rồi. Mổ, không biết thôi. Là chính hả? Chính thì hiểu rồi chứ. Khi trong này có hai chánh không? Còn cái chánh đấy rồi. À. Chánh rồi thôi lấy cái chén đấm trên mọi mọi tiêu tưới nữa nữa thì. Tiêu không đây xin nữa. Úi dạ, rồi này. Vô trong rừng mà. Giờ thì giờ nắp mà không bỏ trong cái này cái làng. Bỏ trong cái này nữa. Cái nữa đi chắc củi to to mà dám mà nặng chứ. Chặt cái mà to nữa, chặt cái nảnh giò mới kẹp cũng được chứ. Bỏ nảnh giò chứ chảy nó mới kẹp chứ. Chứ, hành chí mà xì sụp xì sười. Trời rây mà chảo rút có được mà chặt tao bụi trái đây. Trời rây mà mới chặt cơn to nữa là tao biết mới rút cái trời nạp rồi, mới trời rây mới chặt nảnh thôi chứ. Gà trả ngay rồi. Chứ gà nó rót dái làm lưới chứ. Trả thêm một mắt nữa. À thì giờ thích lấy cái nửa đấy lấy lấy rồi mới đi chặt rồi không có giấy à? Chặt giấy đâu cụ đi nữa. Buộc cái vốn này cái cửa. Đi vốn này cái cửa mới buộc. Phải bật chảo hai cái như mình nào mình chắc mình được. Đi là đi bài đây. Không thì mới kẹp ngang lại. Con gà nó nhỏ nhỏ đấy mới kẹp ngang lại được. Kẹp ngang được, kẹp ngang là chạy chạy cũng được. Không cần mới cái kẹp hết tao về cho cái rột vần kẹp đi. Cái đâu chính. Chính chứ không. Bước bước cấp cẳng vẫn là được. Rửa rửa rửa. Đó, cái đâu mới vẫn khép đừng cối đi. Hai cẳng này đi. Ừ, rửa. Cẳng cánh chứ. Ừ. Rửa. Đi lấy cái chỗ này lên trời giọt đi. Trời thì phải trời chứ, ga răng phải trời chứ. Cái đâu cũng bò bến mô bòn bến luôn. Rửa. Đó, cái là được. Thế buộc cái đi. Thì mới đi mở chứ, trộm trôi cho mốt đi mở chứ, thằng cọt thằng đi chặt củi thế. Chạy cắt đi.
Được rồi, được, tương là thoải mái rồi. Hả? Gia đình của đình đấy chứ. Đấy con cừu hò rồi chứ đình của đình. Chứ đình của đình. Phá hoài thế lâu lâu. Lâu lâu vô người. Nhà hơi chụp bay đạo chính này. Rồi. Để thôi. Đâu đi. Lấy hai cục đá thì to mà đừng lên nữa mà quay. Đấm hẳn vào đây, quay đi, quay đi. Tắt bộ nữa. Thằng hôi khỏi chuột ạ. Đấy là cái gì của trọi gạo con heo đi. Có than thì bán than à? Đưa được rồi, đưa được rồi. Đúng rồi, tôi là chỉnh dao thoải mái rồi. Có thịt nữa. Đồ cái đồ đi. Than tỉ rồi. Than đi tần. Đó, đấy có quái gạo con heo đi. Bố nó rừng sợ 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 tí. Đắng mới lúc khi ra bà cũng đã ra chúng ta chạy cái này. Hai cục đá to một phút đổ hai cái lẻ hai bên. Đây mà đồng chỉ rồi lưng chứ. Thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Chảo chảo nó coi chị. Chảo thì chỉnh nó nở búp búp cái gà rồi. Chảo thì cái nấu rồi về. Nấu trước cái ăn rồi tập chiêu đòi ăn nấu kịp. Đứng cái nạng cái ra ngon rồi chị đây bằng. Cái anh tay lệnh cục mô đỏ có tới cái cục mô kế được câu cáo. Có dạng đứng á. Có dạng đứng là được chứ. Đánh gà bơm to nữa mà lòi lứng cái gì. Cái đứng đứng đấy. Con đừng đừng thẳng chiếu tết thì. Đó. Đó. Có muốn chắc chắn là chém bên trên mạng nữa. Chém bên cái mạp phía trong bên bên. Không cũng được. Con. Ai cũng được rồi đó. Không ai mình. Thêm phút nữa đây. Rồi, bán bùi ra được đó. Thêm phút nữa. Ăn lại cái gì mà đuổi hai cái trái vào cho ta một quấy quá. Đang rồi hành chính. Bé bé luôn. Được rồi đó. Để tháng rồi. Để cho hắn nóng cái đây chứ. Chạy nó. Không cái thằng mũ đỏ mà sáng nay mà kịp kịp đến răng đôi thì giả chỗ vô không được chứ. Đó như thế. Đấy giò lá rồi. Rồi. Cứ ăn hết nã cái gì được cái nước dưa. Dưa đăng. Hai cho trời dưa chặt vô chảo nữa. Còn mỏi với ló chứ. Chụp đá đắng. Đã một cái cục ngắn cao ngắn. Cái cột hay này. Cái nàng là hai cái cột này đi. Chờ giấy mô mình. Thôi tí nó bỏ con cua đi vô luôn này. Cua. Bỏ cái cột đấy. Tao bờ nhá. Trời cái cất lấy chứ. Cái cất nhá. Chạy anh có trong cục xe mấy anh ạ. Đấy, miếng một cái cục xe mình quán đi mới tới.
ăn được bữa ăn trong đi cũng toát mồ hôi chứ không phải đơn giản. Đùa cái đùa thì cái sản tao mình đùa cho cái đụng đấy chưa có tre đùa thử đùa chứ nữa đây cũng ai bỏ chưa có cân lấu đó. Ê, để hai cái bột đã rửa cho sạch này cái tài và đừng bỏ ra một báo để đừng đùa rồi bỏ bột thuốc của em nó cầm đi hai chỉ nhé. Có báo rồi đi khỏe đó. Em mà chích mồ không tính mẹ mới dạy đâu mà 5 phút là được. Kéo được đó. Ở đây chứ anh Dương Thăng Băng ấy, nói cùng rụt bớt lại chứ. À bò chim lên. Vâng. Bò chim lên ném bò sáu chứ. Bò chim lên. Con. Úi rồi. Đổ vô trong cả rồi phải không? Sụn à. Bắt vô trong hết. Cái cáo mà chứ là ngon nó sợ đang chạy đấy chứ. Chứ có chim mà trộn đi rồi để là cái bên đây. Trộn với con gà luôn. Rồi, trộn với con gà luôn. Cái này mình thích đùa hả? Đùa để mà quên chảo. Thì hơn cả đùa đùa biết nữa.